Vâng, xin chào, xin chào các anh chị à, Chúng ta sẽ học tiếp bài tiếp theo Và nội dung của bài học này Là tôi sẽ đưa cho các anh chị một số các gợi ý quan trọng Của việc là các anh chị cần phải chạy thử trước khai trương Bài này tôi đặt tên là bài chạy thử trước khai trương Và tổ chức khai trương cho à, cái quán mình mở ra Cụ thể ở đây là quán trà chanh À, quán cà phê hoặc là quán trà sữa và ưu tiên là quán trà xanh đúng không à, tại sao lại phải đặt ra cái câu hỏi này vấn đề này thì các bạn biết rồi đấy à, rất nhiều người là không chạy khai trương ý tôi mà nói là chạy trước khai trương chạy thử nghiệm và tổ chức khai trương à, rất nhiều người không chi tiền làm quảng cáo trước khai trương mà sau khi khai trương xong một hai ba tháng làm ăn phọt phẹt ọt đẹp rồi mới mới tìm tôi để chạy thì tôi khuyên điều đấy là không không tốt không nên nha. thế nên là nó mới có cái bài này và bài này là tôi khẳng định là kinh nghiệm của tôi rất là tốt là một là cẩn tắc vô hay náy thì chúng ta nên chạy thử trước hai chưa khoảng 2 đến 3 tuần tùy vào cái quy mô của chúng ta là lớn hay nhỏ nếu mà lớn chúng ta cần đến 2 ba tuần còn nhỏ là chúng ta cần khoảng một tuần đến 10 ngày để chúng ta đón khách chúng ta cho nhân viên chạy thử thực hành thêm À, chúng ta sửa lỗi sai, rút kinh nghiệm và nâng cao được chất lượng dịch vụ cho cái ngày khai trương. À, chúng ta cũng hoàn thiện các cái à, menu, các cái công thức đồ uống vào à, khách có thể chê về đồ uống, khách có thể chê về nhân viên, khách có thể chê về không gian quán vân vân thì lúc đó chúng ta vẫn có thêm thời gian để lắng nghe và ra quyết định sửa chữa nếu như thấy phù hợp. Tất nhiên là giống như mình đi làm dâu ấy. Đứa thì nó khen, đứa thì nó chê, đứa thì nó không nói gì Thì mình phải biết là cái gì đúng, cái gì sai Cái gì mình có thể sửa và cái gì mình không cần sửa Nha? Chứ còn nếu mà mình cứ nghe theo khách mà sửa hết thì nó gọi là đẽo cày giữa đường Còn nếu mình không nghe mà có thể đấy là vấn đề thật Đúng không? Thì mình sẽ lại ăn đòn đấy Thế thì về món, về đồ uống để Mình xem như thế là có ok chưa Về nhân viên là chắc chắn có vấn đề thì mình sẽ phải sửa À, sau đó thì mình bắt đầu là chạy thử khai trương Thì mình có thể lên danh sách khách mời Đúng không? Số lượng mời mỗi ngày Bởi vì chúng ta có thể khai trương là 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày trước đó Mời bạn bè của cái chủ đầu tư Bạn bè của nhân viên Bà con lối phố à, Hàng xóm gần xa Đúng không? Đấy, rồi thì Những cái đối tượng như là Chạy Facebook Rồi thì đăng bài trên Facebook cá nhân zalo những người xa lạ mình đều welcome hết để mình có thể chạy thử hoặc là phát tờ rơi in và phát tờ rơi hoặc là các cái gửi các cái bản mềm cho người thân quen tờ rơi mình phát quanh đấy khoảng 3 km 4 km mình phát đi phát lại vài lần để chưa đấy sau đó mình tập trung vào các món quy trình rồi thì tạo ra những cái việc chạy thử đấy như thật lắng nghe hỏi ý kiến khách hàng, free đồ cho họ, free quà tặng cho họ, nha, nói lời cảm ơn với họ, đấy, rồi thậm chí là tổ chức một số các sự kiện vui vẻ để để họ đến đấy, nó đông nó vui, mỗi ngày mình phục vụ khách, thậm chí mình vẫn thu tiền luôn những cái buổi mà ban ngày. Rồi ạ, à, chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục là à, tập trung vào các cái món đồ uống, quy trình phục vụ làm sao cho nó đúng để xem chúng ta chạy nhanh hay chạy chậm ra đồ uống ngon hay không ngon à, Chúng ta cứ bày ra rất nhiều món cho khách hàng người ta uống Bởi vì chúng ta làm free hoặc làm giảm giá rất sâu mà thì Chúng ta càng ra được nhiều món thì chúng ta càng đánh giá được ý kiến của khách hàng tốt Đúng không ạ? Và tổ chức các cái sự kiện nho nhỏ nếu có Mời bạn bè đến, mời rất nhiều người, mời thân, người quen Người lạ, người phát tờ rơi rồi thì Có thể kết hợp với các đoàn trường hay là kết hợp với các cái công ty À, rồi thì khu phố để mình có thể có được cái lượng khách hàng rất là tốt à, gọi loa cũng được không có vấn đề gì cả yeah. à, sau đó là chúng ta cần phải lập kế hoạch cho cái ngày khai trương và sự kiện khai trương đấy và khai trương cho nó làm sao nó hợp mệnh hay là cúng bái cho đầy đủ về à, âm dương cho nó hài hòa à, marketing online thì làm các truyền thông rồi học hành để chạy quảng cáo thì học thầy phan anh thế còn cần cúng bái âm dương này nọ sao cho nó hợp mệnh hợp ngày đẹp ngày thì xem thêm thầy tướng số nhá. Vâng. Cũng phải tính toán chi ngân sách cho ngày khai trương và truyền thông trước khai trương. Bài sau thì tôi sẽ dạy về cái chuyện đó, đúng không ạ? À, ra một số các chương trình khuyến mại quà tặng cho khách hàng. Tất nhiên là khuyến mại ở đây thì đồ ăn đồ uống thôi nhá. Các chương trình phải sốc độc lạ ví dụ mua 1 tặng 1 hay là đi năm lấy tiền 2 rất là chất đúng không thì để mình thu hút khách hàng như thế thì mình mới thu hút được giới trẻ họ đến đúng không hoặc là ra những cái cuộc thi vui vui giống như là à, thi uống hết một ly trà xanh khổng lồ à, ai thắng thì nhận được quà đúng không đó bói bài tarot hay là thậm chí thuê cả thầy tướng số đến xem tử vi cho khách rửa xe máy miễn phí đánh giày miễn phí tặng ốp lưng silicon cho iphone À, đấy, Ví dụ như các bạn nhìn thấy một cái iPhone như thế này Thế nhưng mà cái ốp lưng này mua 50.000 đấy thế Nhưng mà nếu mà các bạn mà mua buôn thì nó chỉ có mấy nghìn đồng thôi Mấy nghìn thôi Chính xác là khoảng 4.000 đồng Nếu các bạn mua buôn số lượng lớn Thì mình có thể mua để tặng cho khách hàng đấy, Hoặc làm à, Nếu mà mình đầu tư cửa hàng Hoặc là chuỗi có ngân sách lớn Hoặc là à, đầu tư lớn thì mình nên có thể mời các ngôi sao đến dự cho cái buổi khai trương sắp tới À, chuẩn bị nhân viên lên dây cót lên tinh thần và chạy yeah. thế cái ý nghĩa của cái việc chạy demo là cái gì chạy thử đấy là gì để mình một là rút kinh nghiệm hai là mình có thêm thời gian tập dượt cho nhân viên à, ba là mình cho khách hàng làm quen với cái thương hiệu của mình đúng không ạ mình làm thử thế nhưng mà mình cũng vẫn phải làm thật chứ đừng có làm thử lại rơi lại vỡ lại à, đồ uống chẳng ra cái gì đúng không ạ nhân viên thì cứ bí gì dị khó đăm đăm à, xong thì đồ uống rồi dịch vụ rất là chán à, hãy nhớ rằng làm thử nhưng thực ra làm thật chẳng qua là mình không lấy tiền khách hàng mà lấy rất thấp và mình chạy một tuần hai tuần để mình có cái thời gian mình rút kinh nghiệm mình bắt đầu mình chạy khai trương chính thức và sau đó thì cái bài tiếp theo tôi sẽ dạy mọi người gọi là làm truyền thông làm marketing cho cái buổi khai trương đó nha rồi thì một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn xin chào